Tất cả anh em thân yêu, hôm nay mình sẽ giải thích vì sao mà giải thích điều kiện để rút tiền trên app Zipin anh em một cách đầy đủ hơn anh em. Anh em phải đạt yêu cầu gì và làm sao mà được lên vi tím như các anh chị các bạn ở ngoài nước ngoài các bạn nhớ mình có support bên với mấy người bên nước ngoài, người ta trả lời là hệ thống bây giờ đang chốt rồi, rồi mình có support cho công ty bên Zippy đó anh em. Rồi công ty nó nói là cập nhật V này, cập nhật lên cấp đủ điều kiện này là trong vòng đầu tháng 9 và cuối tháng 9 nha anh em. Bây giờ 16 tháng 9 chắc là nó cập nhật đầu cuối tháng 9 nha anh em. Rồi tới tháng 10 đó, giờ còn mười mấy ngày nữa, giờ anh em nào chưa chơi thì chơi đi. Vô tại app Zippy này, link hướng dẫn để dưới phần mô tả đó. Em điều kiện của nó là anh em cấp 1 là người gây ảnh hưởng khi bạn có 1.000 người theo dõi. Lúc này bạn sẽ được cài đặt trên avatar và bạn verify cái tài khoản của mình cũng có hướng dẫn đấy anh em. Bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và ảnh Sophia cùng chứng minh nhân dân của mình lên. Cấp 2 này anh em, chính thức bạn có 3.000 lượt theo dõi, bạn sẽ nhận được nút theo dõi để có cơ hội gia tăng sự theo dõi mọi người và nút tiếp và nút V tím. V tím là mình ai cũng cầu mong nè anh em. Để có thể nhận tiền thưởng từ mọi người cho nội dung bạn đăng lên Zippy. Và đặc biệt bạn sẽ bắt đầu nhận được 1 triệu 8 đi anh em ơi, trong vòng 6 tháng liên tục. Nên em lưu ý nghe anh em, mình lưu ý điều kiện để nhận được tiền là anh em đủ thông tin khi đăng ký tài khoản Zippy. Anh em một máy anh em nhớ đăng ký một một lần thôi, đừng có đăng nhập đăng sức cho anh em. Ảnh thì chụp ảnh bình thường mình đừng có chơi, mình chơi ngay ngay thẳng đi là rút tiền được. À anh em phải có 4 ảnh đủ 100 like trong vòng 1 tháng nha anh em, mà chụp bằng camera của Zippy mới được nè anh em. Cấp độ 3 nè anh em, khi bạn có ba theo dõi lúc này bạn sẽ nhận được 1.195.000, như là 1.200.000 đi anh em, là tổng cộng là 3 triệu 3 triệu một tháng. Cứ mỗi tháng bạn đạt được mốc 10.000 đến 15 20.000 bạn bè, nhận thêm 1.200.000 nữa là mình được 4.200.000 anh em. App này chơi rất hay. Anh em khi đăng ký khi nhận like anh em nè, bắt đầu đăng bài nè. Khi anh em đăng ký xong cái anh em đi đăng bài, chụp ảnh, đăng bài, like, comment, nhắn tin tương tác rồi chơi như Facebook, Zalo gì đó. Mà giờ lúc Facebook, Zalo không có tiền bạc gì chứ. Còn này anh em thử một lần đi, mình không có mắc cái gì hết chứ. Chơi bari không phải mình giàu to không phải thì cũng mình cũng đâu có mắc gì đâu, mà mình đảm bảo với anh em 100% là mình chơi là phải có tiền. Anh em lướt các hình ảnh like bài viết cho mọi người để tăng tương tác anh em. Theo dõi mọi người bạn bè bằng dấu số 1, tìm kiếm người dùng. Nên em có nhiều cách kiếm tiền lắm. Còn kiếm tiền bằng cách trở thành đại lý Zippy thì mình không có hướng dẫn anh em ơi, tại vì mình không có chơi cổ phiếu rồi mình không có hướng dẫn anh em. Mình có đăng ký Toga rồi mà mình không có cổ phiếu rồi mình không có chơi cổ phiếu. Anh em hoặc anh em vô đây chơi game kiếm tiền anh em. Nè, Facebook, Zalo khi được like không có tiền nè. Có tiền là có like là có tiền là khi sử dụng mạng xã hội Zippy nè anh em. Mình có support cho mấy như mấy nhân viên bên app Zippy là nó nói là đầu tháng cuối tháng 9 này nó sẽ cập nhật nè. Có khoảng tháng mùng 2 tháng 10 ạ. Mùng 2 tháng 10 là anh em được lên cấp đó. Anh em nhớ cho mình kia đăng một kiếm được 5.000 bạn bè anh em.
là lên được cấp B nên em. Là anh em là anh tâm tích, anh em tính đi. Mười mấy mình được 10.000 bạn bè nè, ăn lên là một tháng là mình lãnh 4-5 triệu bạc. Khỏe hơn em đi làm không? Anh em buồn buồn, lúc thời gian anh gọi anh em trên Facebook Zalo đó, anh em vô đây like chọc ghẹo này nọ đồ chơi mà cũng có tiền. Thôi bây giờ mình thoát ra đi, mình hướng dẫn anh em chơi game ha. Anh em nên nhớ nha, đừng muốn muốn lên tiền thì mình chơi ngay thẳng anh em. Hình đại diện của mình bây giờ mình không biết rút tiền được hay không nữa, hình đại diện của mình đã đổi với ảnh nè. Giờ mình qua game mình chơi trò chơi cho anh em nè. Anh em chờ chút nha. Mong anh em thông cảm, anh em chờ chút, mạng mình cũng hơi lát nha anh em. Cho lót chút. Mình vô game này mình đập dịch, mình kiếm đồng Zippy cho anh em coi nè. Ngày nữa đồng Zippy mà đó có tiền rút về tài khoản ngân hàng anh em. Anh em nào chưa bấm nút đăng ký mình thì bấm nút đăng ký đi để cập nhật những video tiếp theo. Còn không bấm đăng ký thì cũng được nữa. Thì nó sẽ không có cập nhật những video mình hướng dẫn tiếp theo. Mình sẽ kênh này sẽ hướng dẫn từ những gì có lợi cho anh em. Anh em bắt đỏ theo đỏ, xanh theo xanh anh em, vàng theo vàng, tránh hai quả bơm ra nó nổ là banh tầm banh sát anh em. Anh em có hộp quả anh em nhớ bấm vô cho tăng thời gian anh em. Chết, khó quá anh em ơi, mình chơi quá dở rồi. Chết, bơm. Anh em rồi, mình anh em chơi từ 2.000 mấy mới được đập một quả trứng anh em. Anh em nào xuyên xuyên chơi đi, áp này kiếm tiền rất là ok. Anh em nghe vừa nghe sóc nhạc có sức tăng sức khỏe nè. Mạng này chắc nữa phát triển thay thế Zalo và Facebook luôn anh em. Chứng chứng cái gì đây, rồi đập cái gì đây, quay gì đây, đừng nói bánh xèo rồi. Thôi vậy video của mình đến đây đã kết thúc, xin chúc anh em xem một video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các anh em lần sau.